Chào các bạn, hôm nay các bạn cùng mình đi sửa điện đường nha. Mình đi vô trong vườn mình sửa những cái sợi dây điện ở nhà vườn, ta kéo dây điện nó lòng thòng vậy nè, mà bây giờ nó mất điện, mình phải tìm cách mình sửa chữa. Thường thì mình sửa điện, mình kiểm tra điện thì mình phải lấy cái viết thử điện để mình bấm vỏ mình mới kiểm tra điện coi có mất điện hay không. Nhưng mà hôm nay mình sửa điện là mình sẽ dùng cái cây viết thử điện này ha. Cái này mình giấu, mình bọc mà sợ nó bị rớt, nó bị hư thôi chứ gì. Mình dùng cái viết thử điện này để mình thử là nó có điện thì nó sẽ kêu, còn nó không điện là nó không kêu. Như đây, đây là cái sợi dây nóng nè, nó có điện là nó kêu ha. Còn ở đây là sợi dây lạnh thì nó sẽ không kêu. Mình không cần phải bấm vỏ nó phiền phức ha. Mình chỉ cần đi tới cái điểm nào đó mình nghi ngờ thì mình cứ đưa cái viết này lên đây, mình thử coi nó có kêu hay là không kêu thôi ha. Hôm nay các bạn đi cùng mình đi kiểm tra vòng vòng cái khu vực điện ở trong vườn này ha. Dây điện nó chằng chịt tùm lum hết rồi. Ở vườn dây điện rất là nguy hiểm, cho nên hả, mình bấm ra mà nó bị lủng vỏ thì nó mình không quấn băng keo lại, hoặc là mình quấn băng keo lại nó không tốt thì nó rất là nguy hiểm nè. Đó, mình kiểm tra cái nào mà mình nghi ngờ thì mình thử coi nó có kêu hay là không kêu. Đây có hai cái mối dây, mình dùng cái viết cảm ứng mình thử. Đây, ngay trong mối dây này là ok ha. Mối này, mối dây đây nó vẫn kêu ngon lành ha. Có nghĩa là ở trên đây là dây nóng nè, đèn cháy nè. Ở đây là dây lạnh, ok ha. Rồi, mình loại trừ được một đoạn dây có vấn đề ha. Mình đi kiếm chỗ khác nữa. Sửa điện ở trong nhà thì dễ, mà sửa điện ngoài đường là chua dữ lắm. Mình phải đón nữa. Đây có sợi dây. Sợi dây nó, đây sợi dây liền nè, dưới đây chạy bình thường không có vấn đề gì ha. Ở đây dây chạy ngon lành ha. Tới đây kim ru ở trên đây, cộng đây là cộng dây nóng nè, mà ở đây nó có điện, mà ở đây nó không, ở đây có điện, mấy ở đây không có điện. Còn ở đây dây lạnh là ok rồi. Nhìn như vậy thì làm sao biết dây hư hay không? Đó, bây giờ phải dùng cái cây viết này mình thử điện. Thì ở đây đây nó có điện nè, ở đây không điện, thì nguyên khu vực này mình phải nối dây này lại, nó bị đứt một cái dĩa bên trong đó ha. Rồi bây giờ ngưng lại, tiến hành nối dây lại.
Rồi, đây là cái cách sửa điện ở vườn đấy. Mình đã sửa xong đường dây điện rồi đó các bạn. Rồi, con sửa vậy là xong rồi đó. Ok, để ngang chủ nhà. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy ủng hộ bằng cách like, subscribe và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha.